năm 2025 độ tuổi nghỉ hưu của người lao động nam sẽ là 61 tuổi 3 tháng, lao động nữ sẽ là 56 tuổi 8 tháng. Năm 2026, độ tuổi nghỉ hưu của người lao động nam sẽ là 61 tuổi 6 tháng, lao động nữ sẽ là 57 tuổi. Căn cứ theo điều 169 Bộ luật Lao động 2019, người lao động đảm bảo điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu. Theo đó, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035. Người lao động thuộc các trường hợp dưới đây có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành. Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp, khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1 tháng 1 năm 2021. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên người lao động có tổng thời gian làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành và thời gian làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1 tháng 1 năm 2021, từ đủ 15 năm trở lên. Thẩm tra dự án luật ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội nhất trí về việc cần thiết ban hành luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sĩ quan quân đội nhân dân việt nam ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội đánh giá hồ sơ dự án luật đảm bảo các yêu cầu quy định tại luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật đủ điều kiện trình quốc hội ủy ban quốc phòng và an ninh nhất trí bổ sung chức vụ chức danh đối với cấp phó của cấp trưởng và tương đương như trong dự thảo luật luật sĩ quan hiện hành Quy định chức vụ cơ bản của sĩ quan là cấp trưởng không quy định đối với cấp phó nên việc xác định chức vụ chức danh tương đương đối với cấp phó và sĩ quan không giữ chức vụ chỉ huy quản lý gặp khó khăn, chưa đảm bảo hành lang pháp lý đầy đủ để thực hiện quy hoạch bố trí sắp xếp bổ nhiệm và thực hiện chế độ chính sách đối với sĩ quan được bổ nhiệm chức vụ là cấp phó của cấp trưởng và tương đương. Về tuổi phục vụ tại ngũ của sĩ quan, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội cơ bản nhất trí việc sửa đổi theo hướng nâng hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, cấp úy 50 tuổi, thiếu tá 52 tuổi, trung tá 54 tuổi, thượng tá 56 tuổi, đại tá 58 tuổi và cấp tướng 60 tuổi, đảm bảo phù hợp với chủ trương của Đảng về điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu và thống nhất với quy định của Bộ Luật Lao động năm 2019 về độ tuổi nghỉ hưu đảm bảo cho sĩ quan quân đội nhân dân tham gia đóng bảo hiểm xã hội đủ điều kiện được hưởng tối đa 75% lương theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội việc tăng tuổi phục vụ tại ngũ của đội ngũ sĩ quan quân đội nhân dân còn nhằm phát huy năng lực trình độ kinh nghiệm của đội ngũ sĩ quan được đào tạo cơ bản góp phần giảm áp lực đào tạo cán bộ và phù hợp tính chất nhiệm vụ của quân đội là ngành lao động đặc biệt theo nghị định số 143/2024 quy định về bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động, người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 100% do tai nạn lao động thì được hưởng trợ cấp một lần. Chính phủ vừa ban hành nghị định số 143/2024 quy định về bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động gọi tắt là bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện. Người lao động thuộc đối tượng áp dụng của nghị định này là người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động từ đủ 15 tuổi trở lên, không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có thời gian bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện, sau đây gọi tắt là người lao động. Hai chế độ bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện. Nghị định 143/2024 quy định chế độ bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện gồm: giám định mức suy giảm khả năng lao động, trợ cấp tai nạn lao động. Điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện, Nghị định 143/2024 quy định cụ thể điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện. Theo đó, người lao động đang tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện được hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện khi có đủ các điều kiện sau đây: bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do tai nạn lao động xảy ra trong thời gian tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện không thuộc các trường hợp không được hưởng các chế độ tai nạn lao động quy định dưới đây người lao động không được hưởng các chế độ tai nạn lao động nếu tai nạn xảy ra do một trong các nguyên nhân sau mâu thuẫn của chính nạn nhân với người gây ra tai nạn mà không liên quan đến công việc nhiệm vụ lao động người lao động cố ý tự hủy hoại sức khỏe của bản thân sử dụng chất ma túy chất gây nghiện trái quy định của pháp luật giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện Nghị định 143-2024 quy định người lao động bị tai nạn lao động chủ động đi giám định hoặc giám định lại mức suy giảm khả năng lao động khi thuộc một trong các trường hợp sau đây. Sau khi bị thương tật lần đầu đã được điều trị ổn định, sau khi thương tật tái phát đã được điều trị ổn định. Đối với trường hợp thương tật không có khả năng điều trị ổn định theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế thì người lao động được làm thủ tục giám định trước hoặc ngay trong quy trình điều trị. Cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả phí giám định đối với người lao động chủ động đi khám, giám định mức suy giảm khả năng lao động trong trường hợp kết quả khám, giám định đủ điều kiện để hưởng hoặc điều chỉnh tăng mức hưởng trợ cấp bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện. Thời điểm chi trả phí giám định đối với các trường hợp đủ điều kiện được thực hiện cùng thời điểm trả trợ cấp tai nạn lao động. Trợ cấp tai nạn lao động Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 100% do tai nạn lao động thì được hưởng trợ cấp một lần như sau. Suy giảm 5% khả năng lao động thì được hưởng 3 lần mức lương tối thiểu tháng tính theo vùng 4 do chính phủ quy định, sau đây gọi tắt là tháng lương tối thiểu vùng 4. Sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0,3 lần tháng lương tối thiểu vùng 4. Ngoài mức trợ cấp nêu trên còn được hưởng thêm khoản trợ cấp tính theo số 5 đã đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện từ một năm trở xuống thì được tính bằng 0,5 lần tháng lương tối thiểu vùng 4. Sau đó cứ thêm mỗi năm đóng vào quỹ được tính thêm 0,3 lần tháng lương tối thiểu vùng 4. Thời gian làm căn cứ tính hưởng chế độ tai nạn lao động là tổng thời gian người lao động đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện tính đến tháng trước liền kề tháng bị tai nạn lao động nếu đóng không liên tục thì được cộng dồn, một năm được tính khi đủ 12 tháng đóng bảo hiểm vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện. Thời điểm để xác định tháng lương cơ sở vùng 4 làm căn cứ tính mức hưởng trợ cấp, sau đây gọi tắt là thời điểm hưởng trợ cấp, được tính vào tháng người lao động điều trị ổn định xong, ra viện hoặc vào tháng có kết luận của Hội đồng Giám định Y khoa, trong trường hợp không điều trị nội trú. Trường hợp bị tai nạn lao động mà sau đó không xác định được thời điểm điều trị ổn định xong ra viện, trong giấy ra viện còn có chỉ định hẹn khám lại, tháo bột, tháo nẹp, tháo vít thì thời điểm hưởng trợ cấp tai nạn lao động được tính vào tháng có kết luận của hội đồng giám định y khoa. Nghị định cũng nêu rõ, thân nhân người lao động bị chết do tai nạn lao động được hưởng trợ cấp một lần bằng 31,5 lần tháng lương tối thiểu vùng 4, nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây, người lao động đang làm việc bị chết do tai nạn lao động Người lao động bị chết trong thời gian điều trị lần đầu do tai nạn lao động, người lao động bị chết trong thời gian điều trị thương tật do tai nạn lao động mà chưa được giám định mức suy giảm khả năng lao động, thời điểm hưởng trợ cấp đối với trường hợp này được tính tại tháng người lao động bị chết. Trợ cấp tai nạn lao động thực hiện theo nguyên tắc tai nạn lao động xảy ra lần nào thực hiện trợ cấp lần đó, không cộng dồn các vụ tai nạn đã xảy ra từ các lần trước đó. Trường hợp giám định lại có kết quả tăng mức suy giảm khả năng lao động so với mức suy giảm khả năng lao động đã được hưởng trợ cấp. Người lao động được hưởng thêm trợ cấp bổ sung một lần để đảm bảo hưởng đủ mức trợ cấp tương ứng với tỷ lệ suy giảm khả năng lao động tăng thêm. Thời điểm hưởng trợ cấp đối với trường hợp này được tính vào tháng có kết luận của Hội đồng Giám định Y khoa. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2025.